Alo, ông Kẹ Tóc Xù xin nghe. Ông Kẹ ơi, xe lưu và xe ủi đang bị tai nạn, chúng cháu cần ông hỗ trợ. Vậy hả? Ok, vậy ông Kẹ sẽ tới giúp cho các cháu. Các cháu ơi, cảnh sát vừa gọi cho ông Kẹ Tóc Xù báo rằng xe lưu và xe ủi đang gặp tai nạn và cần sự trợ giúp của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng biệt đội xe đồ chơi đi cứu hộ xe lưu và xe ủi nào. Xe lưu và xe ủi hỏng hết rồi. Bây giờ chúng ta phải đưa biệt đội xe đồ chơi đến đây thôi. Yeah.